Rồi, em xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em xúc cái chế vệ sinh với thầy Gia Bôn, chia sẻ cho anh chị xem. Có ai chơi mẫu này ủng hộ em nha. Mẫu nhập nước ngoài á, chứ không phải như mấy mẫu ở đây. Rồi, để em gáp vô nha. Chị vệ sinh ở nhà phải có cái chai này mới được nha, chai G7 nè, chứ không có nó không sạch đâu. Cái bơm hơi nó chạy á, bởi nó cái màn hình nó rung. Chị cứ gỡ ra vệ sinh sạch sẽ luôn á, rồi thay cho bơm mới rồi được. Nhà không có máy bơm hơi thì có cái chai G7 á, xịt mới sạch được. Chưa. Trời, kêu mà bọc giờ nói gì mà. Kêu mà bọc giờ bọc giờ gì mà. Máy mà lồn xuống á, chứ cái máy kia là chiếc như cục chung là đang lồi luôn, cũng lồng thấy góp luôn, chụp luôn. Không, thì em chuyển qua cái bộ này qua thôi, em chuyển cái bộ đích nó qua thôi, chuyển cái bộ tầm này qua thôi.
hơi nó là nó tụt lại, nó nhảy liền luôn lại. Tế này qua phải cái bình xăng của nó là bình xăng nằm ở trên á. Nằm ở trên cái đầu lưng á. Nhưng mà hai cái máy nó giống hình à. Đối đi chút em cho coi. Cưa bị gì sao? Cái thôi. Trời mẹ, bỏ máy đem được. Có đâu mà thay. Thấy nó có hết rồi, em hết rồi. Để về bỏ được không? Hả? Đứng nữa nè. Sao biết? Má hay ta. Ông này chắc cũng mò ở nhà, mò ghê lắm sao? Nhìn máy biết luôn á. Nó là chứ đâu không biết. Máy gặp đây hả? Đó. Dạ. Đó, 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 dẫn đi. Trời ơi, trời. Ghê gì ghê. Đợi gì nữa, đợi. Sao? Nè em chỉ dành sao máy cưa nè. Nó mới giống cái máy đó, đó. Chưa được. Xài luôn. Đấy nó chưa xúc bình xăng luôn nha. Cái máy đó chưa xúc bình xăng hả? À mở hai ống bô mở chưa? Hai ống bô chưa mở được, ống bô nằm ở dưới. Ốc bình xăng chưa mở nè, ốc con chưa mở luôn. Em chưa dám mở ốc con luôn, mới tin luôn. Thông cảm em nha, có khách. Có một khách giữ luôn á, ông chùm luôn á. Nhìn máy cưa là không biết giữ rồi đó. Hay à, cái này để view bì mà không nhận biết luôn á, 320 luôn á, giống này đó. Đó đó. Giữ à, chùm cuối á. Chùm cuối à. Chắc nhà chắc dọc. Khóa không gì luôn. Kêu chùm gì nữa không? Chùm nhà. Có à. Chùm giống này hỏi gì nè, má con nói hỏi gì nữa không trời. Rồi trời, nhìn biết luôn ha, hay ha. Nhỏ cái nói rồi, cho ông đi. Gãy mẹ cái lò xo rồi. Gãy cái lò xo luôn hả? Trời ơi, vậy coi chưa được nữa thức cối nó. Gãy lò xo hay là gãy nào? Gãy lò xo luôn. Gãy lò xo không hơi đỡ chứ cái cục đó là không có gỡ được nha. Gãy mà kịp luôn rồi. Cái cục đó là nó đóng liền vô nó chết á, khó gỡ rồi lắm. Nó dặn vô cái đầu vòng quay à. Cái kia bắt vô cái thằng chó á. Gần á. Cái bu li mũ á. Rồi chưa? Cái bu li được. Lâu lắm sao? Cái máy đó em thiệt là có ông bán cái máy đó em nghĩ là phải từ giá 3.5 triệu luôn á. Có ông nội kia ông bán 3.2 triệu mà cần thẳng ra 3.3 triệu mà nó thấy gớm lắm sao mà được. Dạ có hiểu đó, cái tem đó thì nó bị xúc mất tiêu rồi, nhưng mà còn cái tem trên áo dưới cặn á. Cái máy đó là sao, cái máy đó là đưa ngoài nhắn cái lắp gì cái máy đó hả? Không có đâu. Nè máy nè. Máy xuống nè. Máy kia là em phụ tiền trên 6. Được máy đó. Hả? Vậy đó. Máy đó không để gì luôn á. Phát vậy đã, bữa em mới phát nè, em phát cái sạch vậy nè. Được cái máy nằm bị sập đâu. Chưa để em xưa làm đi. Làm đi. Trời ơi, đủ mấy nên không biết quê cái chơi. Sao biết? Nhìn biết sao biết. Em chỉ hết mà. Chết cục mẹ được cái buồn tù rồi mà ta. Đây là. Bây giờ chỉ gì thì là cái mặt việc nó qua thai cho ổng thì bây giờ thì cũng cả là cô gì cho ổng cưa. Đó à, kiếm không có luôn á. Nè, cô em thiếu cái cục phốt cho cái gì đó, cục mốt, cục mũ á. Mà em đang mua chưa có kìa. Rồi giờ gỡ giật cái dục cái máy ra luôn quá, hay quá. Nó bị hư luôn hả? Bị gãy rồi so rồi. Gãy rồi so hả? Gãy rồi so là không sao chứ. À cái đó là nó bị súc răng cũ thôi gì phải không? Cũ nó súc răng thôi gì. Nó bị gãy răng nó không bám không giật kiết rồi nó. Này cái máy này cái dòng đó nó cái hơi nó bệnh lắm, cái bộ lòng cũng bệnh lắm. Giật nặng dữ lắm, kệ ông nội đó ông giật. Chả sưng cái giò nè, bữa chặt chả cho cái mắt cá luôn. Mới lấy về vậy? Dạ. Mà giọng nó chạy được coi chứ em phải cho em phải này nè. Cái này nha, không biết tầm thì sao chứ không biết chứ anh để 3 ngày dừng cái không đúng le luôn nha. Không đúng le luôn, em chỉ xúc bình xăng luôn á. Mà ốc bình xăng chưa mở luôn nha. Ốc chế á. Đổi nhà, đổi cái máy đó, đổi được. Em nhìn cái đó là em thấy khủng á. Em thiệt á, sao? Máy trên á. Cái máy đỏ ở trên á, cái máy trên giữ. Cái máy là khai thác tầm trung được á. Tới 362 lận. Còn mà 361 là cái chuông nhỏ nha. Ơ chuồng lớn á. Thằng thôi em la kêu rồi. Trời, ông hôm qua ông với anh phải cho thời gian gá xíu nữa. Ngu
Ủa nãy nói em mấy giờ qua ta, 1 giờ ta phải không? 1 giờ rồi. Cái gì 1 giờ hả? Nhiêu trời, thằng nó hỏi giờ quay quay luôn. Giờ mua quán gì đó không Trang? Tới thế mày, giờ này cũng tới rồi. Bị gì anh? Đó, bỏ nó gặp ra lấy nó gặp tụt coi. À ngoài sao đó. Có lấy gì không? Mới đi bữa. Em nói anh nó bán hết sạch hết trần rồi đó. Vậy là ổng quen á. Ổng bên quen á. Rồi ngày sau lấy thêm cái nữa. Rồi hết luôn rồi. Mày cứ phụ cho tao. Ổng trên anh á. Bữa em nói anh á. Nói biết anh Sáu được ca rồi không? Không, anh Sáu với ông anh Đa Ca. Hỏi anh gì? Anh Đa Ca xin đồ. Ghê chợ nhìn mấy cửa quyết luôn ghê ta. Thầy à, thầy thánh à. Cái đó bự quá hả anh Dũng? Ừ. Xuống cái tay nhỏ hả? Ừ. Máy này mua nhiêu rồi? Chín. Hả? Chín nha. Máy này bự hơn máy tôi. À, bữa bố 5 chục à. Chục 8 5 chục. Máy anh máy nào? Máy này đẹp, máy tôi. Máy anh máy này nè. Máy anh mấy ông nội của người ta là không? Người ta 26 rồi, của anh tới 38 ly, người ta 34 ly, của anh tới 38 ly, của anh chơi nó chơi nhỏ. Cái máy này giờ bự hơn máy tôi luôn kìa. Máy này nè. Máy này hiểu máy tao. Nè, bữa nay 2,5 luôn á. 2,5 luôn á. Máy này bự. Em thiệt ở ngoài bán 2,8 3 triệu á. Nhìn cái lòng thấy ấm không? Ủa, quá khoát con dây lúc xíu rồi trời. Bữa hết dây rồi, hết dây em lấy gì đó. Ồ, còn Nó bị gì? Thay đổi cái cặp nhỏ lại. Chẳng hả? Mua quá chanh sao lúc gì đó. Trời ơi, dặn vô anh thấy nó gống rồi, xong anh bóp ra chút xíu là sao gống quá hư á, gống quá là hư lòng á, gống quá là hư lòng, gống quá phát kèm nổi đâu. Tự mua chứ mua vậy khác một chữ chết. Anh mình để gì phải không, anh vô mà anh phát hết gà là anh chạy khoảng chừng 10 phút nó sụi liền, nó thiếu xăng á. À cái dầu này em chỉnh cũng vậy đó. Không, dầu khoát đã lắm, sướng lắm. Cái này một hiệu máy ăn à? Dạ. Máy ăn máy 26 luôn. Nó hơi xíu à? Dạ. Cái dầu con cái xung cái kia nó nhỏ. Không có cái... Cái lắp nó nhỏ ở này. Không. Có dạ. Cái tay ga này mà nó gắn lên lắp không? Có được. Đợt sau á, chắc đợt sau về có. Tại vì có là em gắn vô, mình nhưng mà hiếm lắm. Nó trên là 10 cây, ở dưới được chừng cây hoặc à. Nó hiếm có dưới lắm. Nhưng mà có cái cũng gắn vô nó đâu có dư mà đâu theo máy hết à. Chừng nào mà người ta không chịu gắn vô vậy đó, tao mua đầu không thì được. Và em dư ra. Có đâu dư. Hứa cho ông Sáu cái tay bóp mà không có nữa kìa. Nhắc tới là nhớ. Bởi vì em mới đến nhìn cái máy luôn. Chưa bo này rồi hả? Chưa, còn ngoài lớp. Chưa vô. Các lượng khoảng cuối năm 2 nữa là khai qua chắc nước cạn luôn á. Ủa rồi bây giờ không có cái đó là lấy gì khai mà không đem này không có nằm cái là so dễ mà ngày nó cắt hay đầu tôm tôm máy cắt bê tông anh, máy là nó giống như máy cưa luôn á, mà anh xuống máy cưa được á. Mà xuống máy cưa chắc cưa chạy cả mét. Bảy sáu 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 lượt. 767 lượt. Lặn luôn cho tạ nổ nổ. Hầu khúc nó bự thôi chứ khúc nhỏ nó không bự đâu. Để thương cưa mấy chục chừng nữa không
qua của ổng là ổng sao không? Sợ như nó không đổ xăng nó ít quá cái chạy cái nó hụt cái lọc lên á, rồi em mới chỉnh họ cho dư luôn, chỉnh quá dư rồi. Nhớ nha, anh cho nó gống rồi xong anh xả ra nhẹ cái. Cho nó dùng rồi dùng phải không được. Mấy cái đó anh biết coi ở đâu em chuẩn không? Vô anh coi mấy cái máy cưa mà cái máy Mỹ á là nghe tiếng biết liền à. Chứ anh đừng nghe mấy em á. Ở Mỹ nó không xài à, nước ngoài nó không xài đâu cái khó đâu, xài máy cưa mà. Anh vô mấy cái đó đó anh nghe cái máy nó chạy đã lắm. Nó tạc 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 cười lắm. Nó cưa nó nổi. Mua cái ngon hơn không à? Mua gọi mua cái này luôn nè. Cái đó anh gặp đồ mà mới mới cây càng lớn càng đỡ, cây cũ cũ trúng gió không à, cây càng nhỏ càng trúng gió, mấy nó giật xương giò hoài. Dạ hả? Ừ, chả xương giò quên giật họ xương giò hoài. Oh.
Đó là con chắc tinh luôn á. Anh nhìn lỗ Ugi chắc tinh à. Nhìn lỗ này nè. Chắc tinh cái Ugi mới gì, chưa không khói luôn, em chưa có rửa cái Ugi luôn á. Mới có sạch cái G7 cái xong. Rồi, đây. Chạy ghê lắm này, phát xuống. Này phát đã, mà nặng lắm, rửa em đưa ba ông Thành đó. Rồi, xong.